Hai lứa đã trở lại. Người yêu cũ quay về. Chuyện gì sẽ xảy ra? May quá vậy. Chắc là em bị đẹp mối duyên áo của Lê Dương Trí Quang đó. Tình đầu, nhưng anh có biết bên sông xưa em dần. Baby, I love you. I love you, baby. Baby, I love you. I love you. Hồi trước á, đó là tình cũ của con hai lúa. Trời ơi, nó có yêu vậy? Thời ta nói tình cũ không đủ không tới. Tình cũ không tới, chạy 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 chạy. Hãy đón xem tập 6 sitcom Vui Cùng Hai Lúa vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube Lê Như Single Official nhé. Chị ơi, bây giờ mình sẽ trao quà cho. Và chương trình đặc biệt trao quà cho gia đình chị Hai Lúa đã trúng thưởng ngày hôm nay.